Có lẽ cậu nói đúng. Vậy ông về đi. Tôi không có oán thù với ông, và đứa nhỏ này không máu mũi với ông. Cho nên ông không cần phải quan tâm tới nó nữa. Anh Thiết, anh phải cứu con trai mình chứ. Bà im đi. Bà còn dối tôi bao nhiêu năm nay rồi, bà có quyền gì lên tiếng ở đây hả? Đưa nó xuống. Đứng lại mày. Lên. Lên. Kim Cương, Kim Cương con. Không phải không được làm bậy. Tất cả các lực lượng hãy khẩn trương bám sát vị trí mà chính hãng đã chia sẻ. Hỗn đản! Chú Sarhen, anh muốn giết con trai mình nữa sao? Đồng chí nhân an phải giữ bình tĩnh, không được hành động, chờ lệnh của tôi. Kim Cương, ba, Vũ Già, đứng lại. Dương Dũng, buông ra. Ông làm gì vậy? Anh Dũng, anh làm cái trò gì vậy? Đưa Dương Kim Cương cho tôi hứa sẽ không bao giờ làm cho em đau đớn đâu. Đứng đây. Kể cả anh cũng muốn chiếm đoạt viên kim cương đó hay sao? Đó từ lâu rồi, tôi không màng tới vật chất, cũng bởi vì cô. Tôi muốn sống bên cạnh cô, muốn bảo vệ chăm sóc cho cô. Cô đã dành tình cảm cho cái thằng sát thủ Cao Bằng, cái thằng chó Vĩnh An kia. Cuối cùng tôi được cái gì hả? Bây giờ tôi lấy viên kim cương, cô là quá công bằng rồi, đúng không bố già? Anh Dũng, tình yêu vốn vậy không miễn cưỡng được. Chẳng lẽ anh hận em cũng vì chuyện này hay sao? Tại sao chúng ta không thể nào là anh em hay là bạn bè chứ? Tôi không muốn làm anh em hay là bạn bè gì hết, hiểu không? Tại sao cô không bao giờ hiểu được cái cảm giác đau đớn của tôi khi cô đi bên cạnh một người đàn ông khác? Hả? Vậy thì anh giết em đi, anh giết em đi. Em sẽ không đưa viên kim cương xanh cho anh đâu. Trả lại, bây giờ công an cũng đã biết em đang giữ vật đó. Dẫu anh có được vật đó trong tay, liệu anh có thoát khỏi vòng pháp luật hay không? Giết đi, anh giết em đi. Dũng, không cũng đã làm bậy. Giết đi, anh giết em đi. Em giết đi, em giết em đi. Giết đi. Kim Cương, anh Dũng, Kim Cương, con không sao đâu con. Chú Sarhen. Đại ca. Cứu con. Này. Chúng ta không đi. Sao bằng? Anh buông súng đầu hàng đi. Chúng tôi đã bao vây khắp nơi rồi, anh không thể giải thoát được đâu. Vĩnh An, tại sao anh lại? Tôi không chạy. Mọi việc tôi đã làm xong, không có gì anh hận cả. Anh và Kim Cương là duyên phận, hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. Cậu bà theo chúng tôi. Anh đã bị bắt. Má, vậy má không à? Bà xin lỗi con gái vì đã bắt con đeo mang cả cuộc đời đầy sóng gió này. Thiên Cương à, bà ơi, con thương bà nhiều lắm. Nghe những lời này của con, ba cũng mãn nguyện lắm rồi. Hãy thầy ba chăm sóc cho em Ruby và cả Thạch Anh nữa. Dạ con biết rồi ba. Ba ơi, nhảy lên. Anh ngoan, mẹ xin lỗi con. Mẹ mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Con ngoan. Mẹ ơi. Kiệt Cường, mẹ xin lỗi con và Ruby. Ngàn lần xin lỗi ba con. Mẹ xin lỗi. Hãy thương em Thạch Anh vì đã không còn người thân nào bên cạnh nữa. Con ngoan Thạch Anh. Thạch Anh, em qua đây với chị hai. Qua đây với chị hai. Hay không? Qua đây với chị hai. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Giải họ đi. Mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ ơi. Mời cô. Mời ông. Cô. Mẹ đừng bỏ con mà. Má ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ ơi, hôm nay con lập lễ này để xin lỗi mẹ vì con đã vô tâm, không biết các công việc mà ba đã làm. Cho tới giờ bà đã vướng vòng lao lý. Nhưng con hứa con sẽ khuyên ba cải tạo thật tốt để nhận được khoan hồng của pháp luật mà trở về với chị em con. Sống trên đời ai mà không tránh khỏi lỗi lầm, phải không mẹ? Vậy mẹ cũng tha thứ cho ba nha mẹ. Việc thứ hai, con xin lỗi mẹ vì có liên quan đến viên kim cương xanh mà con đã tặng cho mẹ đó. Giờ con phải xin lại vật này để giao nộp cho các chú công an. Chắc linh hồn của mẹ cũng thấu hiểu mọi việc, phải không mẹ? Dạ, A Di Đà Phật. Mẹ thấy có đẹp không? Là quà ba tặng con nhân ngày sinh nhật đó. Bây giờ con tặng lại cho mẹ. Mẹ giữ nó nha. Vật mà người ta tìm kiếm, chém giết lẫn nhau, giờ đang ở đây. Con xin giao nộp lại cho chú. Rồi con sẽ kể lại toàn bộ mọi việc, vì sao con có được viên kim cương này cho mọi người nghe. Còn bây giờ thì con xin phép. Từ đây gia đình mình đã có những ngày tháng bình yên rồi mẹ. Mẹ hãy ngon giấc. Con sẽ yêu thương và chăm sóc con gái cô. Mong cô hãy yên nghỉ. Hay là mình xin cầu siêu cho anh Cao Bằng đi, với chị Phan luôn nha. Sau khi hoàn tất các thủ tục giao nộp báu vật và các nguồn tiền phi pháp được ủy quyền từ ba cháu, giờ cháu ký vào đây rồi có thể ra về. Có gì thì chú sẽ gọi hoặc là Vĩnh An liên lạc với cháu. Dạ. Dạ, cháu cảm ơn chú. Bây giờ thì chú đã hiểu vì sao mà Vĩnh An nó nhất mực bảo vệ cho cháu. Vĩnh An hết lòng yêu thương cháu. Dù rằng có thể bị kỷ luật, nó vẫn chỉ muốn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cháu thôi. Dạ, cháu hiểu. Cháu cũng rất xúc động vì điều đó. Chú ba ơi, cho cháu hỏi, bà cháu, dì Băng và anh Dũng có nặng tội lắm không chú? Sau khi kết thúc điều tra thì tòa sẽ tuyên án. Còn bây giờ thì không nói trước được cháu à. Nhưng cháu có thể nhờ luật sư giúp đỡ cho mọi người. Dạ, bây giờ cháu chỉ cần bà cháu có cơ hội trở về, trở thành một người lương thiện và một công dân có ích cho xã hội. Chỉ cần như vậy thôi à. Lúc nãy anh có đem đồ ăn mà em thích, má có gửi cho em. Dạ, má vẫn khỏe hả anh? Má khỏe, nhưng mà má nhớ em nhiều lắm. Đối với anh là dặn em làm cái tàu cho tốt để anh nói má với ba. Đã tự sát trong trại giam, nhưng mà may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tôi không biết như vậy là may mắn hay xui xẻo. Chỉ có chết đi mới thoát khỏi những ngày tháng hổ thẹn này. Tôi không thể chịu được. Chị là một người mẹ, nếu như chị không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho Thạch Anh chứ. Thạch Anh nó rất nhớ gì. Nó rất nhớ ba. Nó bị sốt mấy ngày nay không đi học được. Hiện giờ còn tạm thời cho nó nghỉ ở nhà. Ruby lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc nó hết á. Thạch Anh, con tôi, nó có sao không? Các người đã biết nó không có máu huyết với các người. Tại sao còn lo lắng quan tâm tới nó như vậy? Thạch Anh, nó chỉ là một cậu bé, nó không có tội tình gì hết. Tại sao phải bắt nó gánh chịu hậu quả việc làm của người lớn chứ? Dì Hạ Băng, có một điều dì không biết. Bà rất thương Thạch Anh. Bà không muốn biểu lộ ra là dì muốn để nó mạnh mẽ, không có tính ỷ lại. Dì lại không hiểu. Dì luôn ganh ghét với con và Ruby, cho nên khiến bà rất bực mình. Chính vì vậy bà mới thù dì và không tin tưởng gì đó thôi. Cô đã nói đúng. Tôi là một người đàn bà ích kỷ. Tôi đã lừa dối ba cô, muốn hãm hại ba cha con cô. Giờ đây tôi không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa. Tôi muốn chết để chuộc tội lỗi của mình. Cách mà chị muốn chuộc lại lỗi lầm của mình là phải cải tạo cho thật tốt. Mau chóng trở về chăm sóc cho ba chị em con. Bà đã dặn mọi người nên tha thứ cho dì. Vậy lẽ nào dì không tự tha thứ cho mình? Vì sao các người đối xử tốt với mẹ con tôi như vậy, trong khi Choi Sang Hèn để ra lệnh giết tôi, không cho tôi về Hồng Kông? Các người có biết các người làm như vậy làm tôi đau khổ lắm hay không? Vì cả ba đứa trẻ trong nhà đều cần có mẹ. Dì có hiểu không? Ba cần thêm chị Ruby nữa không hả cậu chủ? Dạ con hết rồi, không biết lỗi của con rồi mà ba. Vậy mới ngoan chứ. Cho ba gặp chị hai đi con. Dạ. Còn gì bắt tụi con có gặp được không? Dạ. Tháng sau Thành Anh mới được vào thăm nhà băng đó ba. Chị hai, chị hai cho em nói chuyện với ba hai đi. Bà nói chuyện với em Ruby nha. Ba có khỏe không? Ba khỏe con tự tay làm chảo bông đem vô cho ba ăn cơm. Còn có một mắm ruốc xào xả ớt mà ba thích nữa. Ba nhớ ăn nhiều nha ba. Ba ơi, Ruby nhớ ba nhiều lắm, Ruby thương ba nhiều lắm. Ba cũng thương các con nhiều. Ba sẽ ăn hết những món mà do tự tay con làm. Cho chị nói chuyện với ba một chút. Ba con xin phép ba cho con đi biểu diễn violon để kiếm tiền được không ba? Những bản nhạc mà con tự sáng tác tuy chưa được nhiều người biết đến, nhưng mà con có đủ niềm đam mê. Con đã học rất tốn kém rồi, bây giờ con muốn tự mình lao động kiếm sống để nuôi hai em, chờ ba và dì Hạ Băng trở về. Ba, rồi nhà mình sẽ làm lại từ đầu nha ba. Con sẽ không sợ gì phía trước, con ước mình được ôm cha như khi thơ bé xưa kia, nụ cười son tan cả buổi chiều vang nắng tươi. Tay cha bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi, vì con thấy hạnh phúc và thấy xót xa. Đôi bàn tay vất vả đã chai dần và thô ráp như một cánh đồng sao lưu chỗ. Con biết cha dành cho con tất cả những gì quý giá, những gì cha nghĩ tốt cho con đoạn đường mai sau. Những ba trai dần con lớn rồi, ba cho con cơ hội trưởng thành nha ba. Con luôn luôn là bảo vật vô giá của đời ba. Không phải chỉ có kim cương mới quý giá đâu ba, mà còn có Ruby, Thạch Anh đều thuộc dòng dõi đá quý của ba chứ bộ. Chỉ cần bên cha, con sẽ không sợ gì phía trước. Con ước mình. Ba không thiếu thốn gì hết, các con đừng lo lắng cho ba. Ba dành thời gian chăm sóc cháu học hành và sống cho thiện tốt nghe không? Cả buổi chiều vang nắng tươi. Con biết cha dành cho con tất cả những gì quý giá, những gì cha nghĩ tốt cho con đoạn đường mai sau. Những vết chai dần có lẽ là những nhọc nhằn cha mang